Vừa qua, tại vùng biển Belawan, Indonesia đã diễn ra diễn tập Hải quân ASEAN-Nga ANEC 2021. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức giữa Hải quân các nước ASEAN và Hải quân Nga. Đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 012 Lý Thái Tổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễn tập lần này. Ngay khi được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã cử đoàn công tác đi trên tàu 012. Đoàn được chia làm nhiều tổ nhóm để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập an ninh hàng hải như tổ tham mưu tác chiến, tổ phiên dịch, tổ phục vụ, tổ báo chí tuyên truyền. Từ Việt Nam đến cảng Belawan của Indonesia là một hành trình dài với hơn 1.500 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ tàu 012 đã chủ động về mọi mặt để chuẩn bị cho cuộc diễn tập này. Tàu 012 Lý Thái Tổ đã làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung và làm tốt công tác chuẩn bị về hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng tham gia diễn tập Hải quân ASEAN Nga 2021. ANEC 21 có rất nhiều hoạt động, gồm vận động đội hình trên biển, trao đổi mã điện, thông tin ánh đèn, thông tin cờ hiệu, thực thi pháp luật trên biển, tiếp tế trên biển, tìm kiếm cứu nạn. Tàu 012 luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động với hải quân các nước, nổi bật nhất là nội dung vận động đội hình trên biển. Theo phân công của ban tổ chức, tàu 012 của Hải quân Nhân dân Việt Nam và 7 tàu của các nước sẽ cơ động thành đội hình mũi tên trên biển. Mũi tên này di chuyển với vận tốc 12 hải lý trên giờ để chụp ảnh trong vòng 20 phút. Các tàu sau đó tách ra thành hai nhóm để thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Trong đội hình mới, các tàu sẽ xếp thành hình mặt quạt, đảm nhiệm các vai trò bảo vệ, kiểm tra, cứu hộ hàng hải. Tàu 012 di chuyển linh hoạt, giữ đúng khoảng cách và tốc độ trong đội hình diễn tập và kết nối thông tin thông suốt với các tàu bạn, thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của cán bộ, thủy thủ trên tàu. Tham gia các cái hoạt động diễn tập nhằm nâng cao cái khả năng phối hợp hiệp đồng quân nhân dân Việt Nam với hải quân các nước cùng tham gia nhằm giải quyết một số vấn đề về an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa quân đội và quân các nước. Tàu 012 Lý Thái Tổ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình mà ban tổ chức đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tin tưởng giao cho. Sự hiện diện của tàu 012 tại ANEC 21 một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh và hội nhập sâu rộng của Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong lộ trình xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định đến năm 2025, quân chủng cơ bản hiện đại, đến năm 2030, quân chủng hiện đại. Trước mắt, tập trung xây dựng quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Một trong những đơn vị của quân chủng đã và đang đi đúng lộ trình ấy là Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. Lữ đoàn 162 được thành lập với nhiệm vụ được giao là binh đoàn chiến thuật, hoạt động độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng để tiến công tiêu diệt các tàu mặt nước của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, và là lực lượng cơ động chiến đấu theo nhiệm vụ của vùng, quân chủng và Bộ Quốc phòng. 20 năm qua, Lữ đoàn đã tiếp nhận và nhanh chóng làm chủ đưa các tàu tuần tiễu pháo, tàu tuần tiễu mang tên lửa diệt hạm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu hộ vệ tên lửa vào đội hình tàu chiến đấu mặt nước của quân chủng, trở thành lữ đoàn thép, góp phần nâng cao sức mạnh phòng thủ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo
thềm lục địa của Tổ quốc. Năm 2017, cuộc thực hành bắn tên lửa với quy mô lớn của toàn quân chủng được tổ chức tại Cam Ranh. Các tàu 012, 374, 381 của lữ đoàn trong đội hình tàu chiến đấu của quân chủng đã phóng tên lửa chính xác vào mục tiêu được chỉ thị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Năm 2021, lữ đoàn đại diện cho quân chủng Hải quân tham gia hội thao quân sự quốc tế 2021 tại Liên bang Nga, tranh tài tại môn thi cúp biển. Thủy thủ các tàu của lữ đoàn đã bình tĩnh, tự tin thi đấu và giành giải nhì toàn đoàn. Ở phần thi bắn pháo AK-176, tàu 016 Quang Trung đạt thành tích xuất sắc vượt qua cả đội chủ nhà Liên bang Nga. Sức trẻ, thể lực và chuyên môn giỏi, đó là ba yếu tố chính để lữ đoàn 162 lựa chọn nhân lực cho mỗi kíp tàu. Thành viên của các kíp tàu được tuyển chọn từ nhiều vùng hải quân, có kinh nghiệm làm việc trên nhiều loại tàu. Đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp của lữ đoàn phải thực sự là xương sống của mỗi con tàu. Còn việc lựa chọn cán bộ tàu được đảng ủy chỉ huy vùng, đảng ủy chỉ huy lữ đoàn hết sức coi trọng. Tính chất hoạt động quân sự nói chung và hoạt động trên chiến trường sông biển nói riêng luôn đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 162 những yêu cầu cao cả về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Lữ đoàn đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm đủ về phẩm chất, năng lực, làm chủ được các trang bị, phương tiện tàu thuyền hiện đại, có kỹ năng, phương pháp, sức khỏe tốt để thích ứng và trụ vững với điều kiện khắc nghiệt của chiến trường sông biển. Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của trên, nhanh nhạy nắm bắt tình hình thực tiễn, lữ đoàn 162 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị chính quy, hiện đại, mẫu mực, tiêu biểu, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của vùng 4 và quân chủng hải quân.